Xin kính chào quý bạn đã quay trở lại với channel của Kamisi. Chúng tôi là đơn vị chuyên bán buôn bán lẻ quần jean nam uy tín số 1 ở trên thị trường hiện nay. Và nếu như bạn đang quan tâm cho mình về những sản phẩm quần jean nam đẹp, phong cách thời thượng, hot trend cao cấp thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật cũng như là theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Kamisi các bạn nhé. Ở trong video số ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn một chiếc quần bò jean nam Levi's màu xanh biển đậm và mã của sản phẩm thì sẽ là Levi's 57. Quần jean nam Levi's 57 sẽ có form dáng ống suông to, rộng và cái độ mở ống của quần jean nam 57 thì rất là to. Chính vì vậy nó sẽ tạo cho người mặc có một cái cảm giác vô cùng là thoải mái, thoáng mát và dễ chịu. Chất liệu vải jean ở trên sản phẩm quần jean nam Levi's 57 thì sẽ là chất liệu vải jean cốt tông 100% các bạn nhé. Màu sắc xanh biển luôn là những cái sự lựa chọn hàng đầu ở trong quần jean và được rất là nhiều anh em cũng như là các bạn yêu thích lựa chọn. Và ngày hôm nay mình đang có ở đây một chiếc quần bò jean nam Levi's 57. Nhìn qua về sản phẩm của chúng ta, những cái đường may ở trên này được may cực kỳ là tinh gọn cũng như là sắc nét hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Tất cả những cái đường chỉ may đều thẳng hàng nhau cũng như là rất là gọn gàng. Mà đường chỉ thì sẽ được sử dụng hai màu, đó chính là màu vàng đậm và màu vàng nhạt. Để làm sao khi ở trên cái tông nền màu xanh nước biển như thế này, những cái nét đường chỉ nó được hiện lên một cách rất là rõ ràng. Phía bên trên đây chúng ta sẽ có một chiếc tag của Levi's 57 mà size của mình đang cầm ở trên tay là size 28, dành cho những người từ 50 đến 55 cân mặc rất là ok các bạn nhé. Nói thêm một chút, đó chính là cái form dáng ống rộng của quần jean nam 57 nó sẽ khác biệt so với những cái dòng sản phẩm ví dụ như là 51, 505. Thì ở bắt đầu từ cái phần cổ chân cho đến đầu gối thì cái độ mở ống này nó sẽ hơi loe ra một chút. Chính vì vậy cái mã 57 này nó ống của nó thì rất là thoải mái. Sản phẩm của chúng ta thì sẽ đi theo kiểu trơn và sẽ có mài nhẹ một chút, nhất là ở cái phía hông mông cũng như phần cạp ở trên đây. Mặt trước sản phẩm của chúng ta thì nó sẽ có quát bạc cũng như là bài bạc rất là nhẹ. Các bạn có thể nhìn qua những đường may ở trên này thì thật sự phải nói với các bạn là may rất đẹp luôn. Và đây là một trong những sản phẩm được xách tay tại Mexico chuẩn 100% các bạn nhé. Chất liệu vải thì siêu đẹp, đường chỉ may móc xích cực kỳ là chắc chắn cũng như là cực kỳ là dày dặn. Chất liệu vải thì không xù, không nhăn, không sờn chỉ và không phai màu. Đính tán ở đây được làm từ bằng đồng. Các bạn thấy là những cái sản phẩm mà mình đã từng giới thiệu cho các bạn là hàng chính hãng thì những chiếc đính tán ở đây thì họ làm rất đẹp luôn các bạn nhé. Các bạn thấy là màu đồng thì rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nhìn nó sáng bóng cũng như là nhìn nó rất là tinh tế. Sản phẩm Levi's 57 của chúng ta thì sẽ được sử dụng là dây kéo các bạn nhé. Với chất liệu khóa thì là bằng đồng, kéo thì thật sự rất là mượt mà trơn tru. Đó, các bạn nghe thấy không ạ? Và ở bên trong đây chúng ta sẽ có những cái chiếc tag thì như ban đầu video mình có chia sẻ, đó chính là đây là một trong những sản phẩm quần jean nam hàng hiệu chính hãng, nó được xách tay tại Mexico về. Mọi thứ ở trong này thì đều rất là chuẩn các bạn nhé. Đó. Còn về túi của sản phẩm của chúng ta thì nó cũng rất là đẹp, rất là to để các bạn có thể thoải mái để đồ đạc, ví dụ như điện thoại hay là ví ở trong này. Với màu sắc xanh biển đậm như thế này thì nó không quá kén người mặc đâu. Các bạn ở độ tuổi nào cũng có thể là mặc cái màu xanh biển đậm này. Nó là một trong những cái tông màu lạnh, trầm, mát và cực kỳ là dễ dàng phối đồ. Các bạn có thể kết hợp cùng áo sơ mi, áo thun, áo phông thì đều rất là ok. Để sở hữu cho mình một chiếc quần bò jean nam hàng hiệu Levi's 57 form dáng ống suông rộng thì các bạn hãy liên hệ ngay từ Kamisi qua số điện thoại mà mình đã để ở bên phía dưới đây. Ngoài ra thì những thông tin khác của bên mình có để ở bên dưới phần mô tả, và khi mua sản phẩm của bên mình các bạn hoàn toàn được kiểm tra mặc thử thoải mái, sau đó mới phải thanh toán tiền. Và bên mình hỗ trợ giao hàng ở trên toàn quốc. Bạn nào thì chưa biết cách chọn size hãy để lại chiều cao, cân nặng cũng như là số điện thoại ở bên phía dưới phần bình luận, mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ các bạn 24/7 các bạn nhé. Mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như là xem hết video. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật cũng như là theo dõi cho mình về những cái mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Kamisi các bạn nha. Mình xin phép được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một ngày bình an, may mắn ạ.